Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thật sự Di rất là vui khi đứng ở đây để được cùng nói với là các bạn Agent của nhà mình. Thật sự là Di cảm thấy rất là tự hào vì đội ngũ Agent của chúng ta, bởi vì những thành công mà mình đã lập được trong năm 2020. Và với năm 2021 này, với những cái chiến lược mới của công ty, chúng ta sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Thứ nhất, chúng ta sẽ được tăng những cái dịch vụ của khách hàng lên một cách tốt nhất. Cái thứ hai, chúng ta sẽ được hỗ trợ về mặt trải nghiệm, sẽ có hàng loạt những event giúp cho các anh chị có thể tăng trải nghiệm cho khách hàng của mình. Và đặc biệt cái thứ ba, một cái vũ khí cực kỳ tốt, đó là chúng ta sẽ có một cái hệ thống sản phẩm cực kỳ xuất sắc trong năm 2021 này. Và Duy tin rằng với tất cả những sự hỗ trợ đó sẽ giúp cho bản thân các anh chị và Duy hãy cùng đi đến một cái bức tranh mới, đó là Agent 4.0. Agent ơi, hãy cùng chiến thắng và vươn lên chính mình.